Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video chia sẻ của Nguyễn Thành Channel. Hôm nay Thành sẽ làm video này để chia sẻ đến các bạn cách bổ sung dinh dưỡng cho chó con trong thời kỳ còn bú mẹ. Mà đàn chó con nhiều quá, ví dụ như là từ đàn chó con từ 4 đến 5 bé trở lại thì mình có thể để mẹ nuôi bằng sữa, nguồn sữa mẹ. Nhưng mà từ 5 bé trở lên thì cái nguồn sữa mẹ chắc chắn là không bao giờ đủ. Nên là đàn hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách bổ sung dinh dưỡng cho đàn Husky 7 bé của mình. Thì mời các bạn theo dõi video. Thì cái bổ sung dinh dưỡng cho con còn bú mẹ thì nó có nhiều cách. Nhưng mà một là mình cho uống sữa, hoặc là mình bổ sung bằng gel dinh dưỡng. Hôm nay mình làm video này để nói về cái gel dinh dưỡng bổ sung cho chó con như thế nào. Thì mình thường dùng là cái loại gel dinh dưỡng của Pháp này. Cái này, sản phẩm này rất là chất lượng. Các bạn có thể dùng cho chó ngoài chó con ra, thì các bạn dùng cho chó lớn đang bệnh, không có khả năng để nạp năng lượng từ thức ăn, thì mình có thể dùng cái này để bổ sung dinh dưỡng rất là tốt. Hoặc là chó mẹ đang mang thai, hoặc là chó mẹ đang thời kỳ cho con bú, thì mình cũng dùng cái này để bổ sung. Một sản phẩm Nutrigel này là sản phẩm rất là tốt. Thì hôm nay mình sẽ bổ sung dinh dưỡng cái Nutrigel này. Người ta sản xuất ra để bổ sung tất cả các dưỡng chất cần thiết và vitamin cần thiết cho chó con chuẩn bị tập ăn, hay là chó con thiếu sữa mẹ, còi cọc, hay là chó con bị bệnh, tất cả đều dùng được. Nhưng mà các bạn nhớ là đọc cái hướng dẫn về sử dụng này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cho chó con, bởi vì cái này là nó có cái mùi vị rất là kích thích, nên là chó con chỉ cần liếm một vài lần là nó có thể rất mình đưa vào là nó có thể tự liếm được. Rồi, mời các bạn theo dõi nhé. Đây, bé này uống được không con? Này, đấy con, từ từ, để con nằm bú này. Đây, đây. Các bạn thấy là mùi vị kích thích, anh rất thích. Cho con là đặc biệt thích cái này. Nhưng mà mỗi lần khi mà mình tập á, thì mỗi lần mình cho bé dùng ít thôi, rồi cái số lượng mình tăng dần lên. Ví dụ như là lần đầu thì mình dùng 0,5 ml thôi, hoặc là 0,2 ml thôi, rồi mình tăng dần cái khẩu phần lên. Một ngày thì ví dụ như đàn Husky mà sau 7 bé như thế này á, thì bạn có thể dùng từ 3 đến 4 lần để bù vô cái lượng sữa mà thiếu, bởi vì cho con thời điểm này là bé cần rất là nhiều sữa. Cái đàn Husky của mình đây hôm nay là khoảng 9 đến 10 ngày sắp mở mắt rồi. Đây là con. Đấy. Này, các bạn thấy không? Rất là thích. Cả ngay cả chó mẹ cũng thích luôn. Đấy, một em qua đây. Rồi các bạn lấy sản phẩm là lấy như thế này. Đưa cái này vào. Vừa bóp vừa hút. Cái này ra dầu nhiều quá. Này. Đây. Con làm gì vậy con? Ly, nhả xuống. Trời ơi, nó thèm kìa. Rồi, được rồi, để chút cho con em. Đây. Đây. Để tiếp theo. Đấy. Này. Từ từ nằm xuống đi. Ly, nằm xuống con. Nằm xuống. Đấy. Con hát coi.
cái mùi vị nó rất là kích thích các bạn. Hai em con nằm xuống, con lấy nằm xuống, 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 nằm xuống nha. Đây, 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 nằm xuống đây. Đi đâu á, đừng có đi ra ngoài nha, đi chơi đi, đi ra chơi đi. Này. Hết. Ly ơi, đừng có đi nha con. Phân của bé nó ị ra này, mình phải vệ sinh không là cái thích cái mùi này rất là nhiều, rất nhiều rồi các bạn. Đi vô đây con, vô đây. Đi à, đi vô đây con, đi, 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 đi. Bạn chỉ cần bơm nhẹ này là các bạn rất là thích rồi. Đây có cái nhẹ đấy. Dành gì ạ? À? Các bạn ở nhà mà nuôi một vài bé thì nếu mà bé hấp thu dinh dưỡng kém thì các bạn có thể dùng cái này để mình kích thích quá trình trao đổi chất. Kích thích ăn, sau khi dùng cái này thì các bé ăn lại rất là tốt. Sản phẩm này mình đã dùng 7 năm nay rồi để chăm sóc dần cho con. Ai, sống ở đâu? Con ơi. Này, đánh giờ ngay chưa? Cái miệng lại là sao em? Rồi. Tôi sẽ sạch sẽ. Xin chuyện nha chưa? Kìa.
xong thì mình phải vệ sinh lại cho sạch sẽ, rồi cho mẹ vào vệ sinh tiếp. Sắp mở mắt rồi các bạn, vài ba ngày nữa là mở mắt rồi. Nghe mùi đúng không? Ướt kìa, mẹ miếng ướt quá hả, ướt mềm mềm mẹp luôn. Ngủ gì mà ngủ, dơ quá trời dơ này, phân ị từ lưa hết trơn. Mẹ Ly đâu, vô đây con, vô này, đây, Ly vô đây con. Nhiều là tiêu chảy rồi đó nha. Vô con. Rồi được rồi. Chị lên nha. Rồi, mình đã chia sẻ với các bạn cách chăm sóc cho con, cách bổ sung chất dinh dưỡng bằng Nutrigel. Các bạn nếu mà các bạn ở nhà các bạn chăm á thì sử dụng sản phẩm này rất là tốt. Quá trình phát triển của chó con phải nói là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn gặp lại vào video kế tiếp. Xin chào và tạm biệt.